Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909 242 986, tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Ông Hồ Hùng Anh không còn là tỷ phú đô la Mỹ, Việt Nam chỉ còn 3 đại diện. Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tổng tài sản của chủ tịch ngân hàng Techcombank ông Hồ Hùng Anh đã giảm xuống chỉ còn 974,4 triệu đô la Mỹ, đồng nghĩa với đó là ông không còn là tỷ phú đô la Mỹ theo thống kê của Forbes. Thời gian qua, thị trường chứng khoán toàn cầu đã chứng kiến đà rung lắc mạnh, kết quả là tài sản của nhiều tỷ phú bị bốc hơi đáng kể. Ngoài ông Hồ Hùng Anh, khối tài sản của chủ tịch Vingroup ông Phạm Nhật Vượng hiện là 5,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 900 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, tính tới ngày 12 tháng 3 năm 2020, Việt Nam chỉ còn 3 đại diện trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes, bao gồm ông Phạm Nhật Vượng 5,7 tỷ đô la Mỹ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo 2,1 tỷ đô la Mỹ và ông Trần Bá Dương 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ông Hồ Hùng Anh là chủ tịch ngân hàng Techcombank, một trong số những ngân hàng thương mại cổ phần lớn của Việt Nam. Techcombank đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán vào tháng 6 năm 2018. Ông Hồ Hùng Anh sinh năm 1970, quê gốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ông từng tốt nghiệp cử nhân ngành điện tử tại Đại học Bách khoa Kiev, Ukraine. Tại thị trường Nga, ông Hồ Hùng Anh chọn lĩnh vực mì gói và tương ớt để bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình. Đến năm 1990, ông bắt đầu kinh doanh hàng hóa giữa Việt Nam và Đông Âu. Đến năm 1995, ông Hồ Hùng Anh bắt đầu đầu tư vào ngân hàng Techcombank. Vân Đàm theo Trí Đức Trẻ, cafebiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.